Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông tấn. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, năm 2012, xuất khẩu điều cả nước ước đạt 1,45 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Chia sẻ với các em nhỏ không đủ điều kiện cũng như sức khỏe để đón Giáng sinh và năm mới, nhóm bạn trẻ của câu lạc bộ tình nguyện Hope đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong mỗi chuyến xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài, các chương trình biểu diễn văn nghệ mang đặc trưng văn hóa dân tộc đã truyền tải được thông điệp tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Mặc dù nhà chức trách Ai Cập chưa chính thức công bố kết quả kiểm phiếu, song phong trào anh em Hồi giáo của Tổng thống Mohamed Morsi đã tuyên bố là có tới 2/3 số cử tri tham dự cuộc trưng cầu ý dân dự thảo hiến pháp. Những ngày này, Sri Lanka và các địa phương ở khu vực Tây Nam nước Anh đang đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2012. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị tập trung đánh giá công tác chủ quản và hoạt động xuất bản năm 2012, xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ quản, chất lượng các xuất bản phẩm, tháo gỡ khó khăn cho ngành xuất bản năm 2013. Năm 2012, ngành xuất bản đã chủ động tổ chức xuất bản được nhiều sách tài liệu phục vụ kịp thời hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Phần lớn các nhà xuất bản đã ổn định được đội ngũ, duy trì được số lượng và từng bước nâng cao chất lượng xuất bản phẩm. Công tác chỉ đạo quản lý, công tác chủ quản có bước tiến bộ. Các cơ quan chỉ đạo quản lý, cơ quan chủ quản đã tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bất cập nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của các nhà xuất bản. Năm 2013, các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch xuất bản với mục tiêu đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, chú trọng xuất bản các loại sách tài liệu tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thành tựu của đất nước ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những xuất bản phẩm có giá trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được ưu tiên xuất bản. Các nhà xuất bản đẩy mạnh xuất bản các loại sách tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia, các tác phẩm có giá trị góp phần quảng bá các giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam. Cùng với đó, ngành xuất bản thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, Vinacast, năm 2012, xuất khẩu điều của cả nước ước đạt 1,45 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Từ năm 2009 đến năm 2012, toàn ngành điều xuất khẩu khoảng 750.000 tấn nhân điều các loại và 110.000 tấn dầu vỏ hạt điều. Trong đó riêng năm 2012 ước khoảng 220.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu riêng sản phẩm nhân điều trong 4 năm qua đạt kỷ lục, giá trị 4,663 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, trong 7 năm liên tục, từ 2006 đến 2012, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu điều lớn nhất thế giới, vượt cả Ấn Độ và Brazil. Hiện sản phẩm điều của Việt Nam có mặt trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu điều lớn nhất, tiếp đến là EU, Trung Quốc và các thị trường khác. Theo đánh giá của Hiệp hội Điều, mặc dù vẫn giữ vị trí hàng đầu thế giới về sản xuất điều và là một mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên tình hình phát triển ngành điều trong nước những năm gần đây cho thấy sự phát triển còn thiếu bền vững. Giai đoạn 2013-2015, ngành điều đặt mục tiêu chế biến khoảng 900.000 tấn điều thô sản xuất trong nước và trên 1 triệu tấn điều thô nhập khẩu. Phấn đấu đặt kim ngạch xuất khẩu trên 4 tỷ đô la Mỹ, bình quân hàng năm từ 1,4 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Một mùa Giáng sinh đã đến, với nhiều người đây là dịp để sum họp gia đình, nhưng cũng có nhiều em nhỏ không có đủ điều kiện cũng như sức khỏe để đón Giáng sinh và năm mới. Chia sẻ với các em, nhóm bạn trẻ của câu lạc bộ tình nguyện Hope đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp này. Em Lý Văn Khuyến là một trong những bệnh nhi nặng nhất của Bệnh viện Phổi Trung ương. Khuyến 16 tuổi, người dân tộc Nùng, nhập viện ngày 19 tháng 12 năm 2012 trong tình trạng sốt, hôn mê và lên cơn co giật. Em được các bác sĩ chẩn đoán bị lao màng não giai đoạn 3. Bất lực nhìn đứa con bé bỏng bệnh nặng, bố mẹ Khuyến chỉ biết ngồi nhìn. Cuộc sống nghèo khó, vượt hơn 400 cây số từ Cao Bằng đưa con xuống đây điều trị. Nhưng hiện anh chị không thể tiếp tục điều trị cho con vì không có tiền chi trả. Nó vất vả làm ruộng đất ạ. Nó vẫn nghèo ạ, nhà vẫn nghèo ạ. Đến đây bệnh viện là chữa bệnh cho con tôi. Khi nào khỏi thì tôi rất cảm ơn đến nhà bác sĩ
Khi em bé nhập viện thì với chúng tôi trong một tình trạng rất là nặng, bởi vì lao màng não mà ở giai đoạn 3 thì đây là cái thể lao mà nặng nhất và cũng là cái giai đoạn là rất là nặng. Trẻ hoàn toàn là hôn mê, không tự ăn được, phải ăn qua sông và có những cơn co giật, sốt cao liên tục. Đấy là những diễn biến rất là nặng. Ông già Noel đến tặng Khuyến hộp quà nhỏ, nhưng em chỉ mở mắt nhìn rồi lại nhắm lại ngay. Giáng sinh lạnh, món quà của ông già Noel do nhóm câu lạc bộ tình nguyện Hope trao tặng, mang đến cho Khuyến và gia đình chút tình cảm ấm áp. Phát quà cho các em trẻ nhi và phát cháo hàng tuần ý, thì là một cái chương trình rất là tốt và có ý nghĩa. Nó càng khiến cho các em nhi cảm thấy vui vẻ hơn, tự tin vào việc điều trị hơn. Thông qua hoạt động thì chúng em cũng rất đơn giản, chỉ là muốn chia sẻ và chia sẻ tình cảm đối với những người mà không được có được hạnh phúc đầy đủ như những người khác mà có bố, có cha mẹ và được trong chăn ấm hoặc là đi chơi vào đêm Noel. Với mong muốn những ngày Giáng sinh, các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện cảm nhận được không khí Noel, nhóm tình nguyện Hope đã đến từng giường bệnh để trao quà. Các em nhỏ rất thích thú khi nhận được những món quà mà các anh chị tình nguyện mang đến. Rất thích. Hôm nay được hôm giờ em tặng quà. Đôi tất này là món quà nhỏ mà mỗi em trong bệnh viện được nhận trong mùa đông giá lạnh này. Hôm nay là ngày của ông già Noel. Kẹo bim bim chip chip tắt rồi. Thế rồi. Không chỉ đến với Bệnh viện Phổi Trung ương, nhóm tình nguyện Hope còn đến thăm các em nhỏ ở bãi giữa sông Hồng, Long Biên, Hà Nội, nơi có 24 hộ gia đình sinh sống. Cuộc sống trên sông nước, những em nhỏ tại đây không có điều kiện để đi chơi, ngắm nhìn cây thông Noel hay ông già tuyết. Đúng với tên gọi Hy vọng, sự sẻ chia của các bạn trong câu lạc bộ tình nguyện Hope đã giúp các em có một Giáng sinh ý nghĩa. Có rất nhiều nơi để chia sẻ và đây cũng là một nơi mà chúng em hướng tới. Bởi vì ở đây thì các em nhỏ cũng có được đi học nhưng mà không phải là được học chính quy hay là học được những cái thiết bị đầy đủ như những học trẻ em gia đình có điều kiện. Và các em ấy thì ngoài bên cạnh là việc nhà thì bố mẹ đã làm vất vả rồi, các em cũng phải giúp bố mẹ làm việc nhà. Và các em cũng nhiều khi là cũng phải cần phải đi bán hàng nữa. Nói chung là từ sáng giờ thì em khá là vui đi được phát quà cho các em. Bình thường thì mình chỉ tận hưởng cái Noel với một số người bạn của mình thôi. Có những năm thì là một mình, nhưng mà năm nay thì khác, thì em được đi đón Noel cùng các bạn trong đội tình nguyện Hope và một số em ở bãi giữa sông Hồng. Vậy là một Giáng sinh nữa đã đến. Với những tình nguyện viên của câu lạc bộ Hope, đây là kỳ Giáng sinh đầy ý nghĩa khi mang đến những hy vọng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Còn những em nhỏ cũng được hưởng một Giáng sinh đầm ấm với sự chia sẻ, yêu thương của cộng đồng và xã hội. Theo phản ánh của ngư dân tại bờ biển xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ngày 22 và 23 tháng 12, hai con cá voi đã được phát hiện trôi dạt vào bờ biển, trong đó một con đã chết và một con đang được ngư dân nơi đây chăm sóc. Vào khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 12, một con cá voi có chiều dài khoảng 1,2 mét, nặng khoảng 20 kg, bơi dạt vào bờ biển. Sau đó, những ngư dân trong xã đã tìm cách giải cứu và đưa cá ra xa bờ. Nhưng sau khoảng 15 lần giải cứu, cá đều bơi ngược trở lại, buộc người dân phải đưa cá lên bờ chăm sóc. Đến 13 giờ ngày hôm sau, thì thêm một con cá voi khác dài khoảng 1,5 mét, nặng khoảng 25 kg trôi dạt vào bãi biển xã Đức Trạch, trong tình trạng đã chết và nằm cách con cá thứ nhất khoảng 50 mét. Ngư dân địa phương đã làm lễ mai táng cho con cá đã chết theo tập quán của người đi biển. Các ngư dân xã Đức Trạch còn cho biết thêm, hiện có một ngôi đền thờ các cá ông, cá bà được lập cách đây hàng trăm năm với số lượng khoảng 300 ngôi mộ. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc đưa tin, ngày 23 tháng 12, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt lao động Việt Nam tại khu vực thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013. Theo đánh giá của Trung tâm Lao động Ngoài nước, đại bộ phận lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng lao động đã ký kết,
tuân thủ các quy định của pháp luật Hàn Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng ở lại Hàn Quốc cư trú bất hợp pháp ngày càng tăng, đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lao động Việt Nam và quan hệ hợp tác lao động giữa hai nước. Nhân dịp xuân mới Quý Tị 2013 đang đến gần, thay mặt đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, ông Phan Văn Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Tại buổi gặp mặt, còn có nhiều tiết mục văn nghệ do các ca sĩ nước nhà biểu diễn.